Ok, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải pháp cơ bản bài tiếp theo nha. Thì nhìn sơ vào cái hình này thì chúng ta sẽ vẽ được cái kích thước bao trước 102, 70 và cao 75 ha. Dài, rộng, cao và những kích thước còn lại chúng ta sẽ dùng những cái lệnh cơ bản sau. Ở đây cái hình này thì mong muốn chúng ta sử dụng một cái lệnh cơ bản nhất, lệnh extrude là ra được rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành. Thì để tiến hành này chúng ta cần phải khởi động lên và cài đặt mục làm việc cho nó ha. Select Working Directory ha. Rồi, mình vô mục làm việc cứ làm bình thường như thế này trong suốt thời gian qua luôn nha. Đó. Thì đúng ra nó là bài số số 4. Đây là bài 4 nha. Rồi, New nè. Ghi cho nó là 4 nha. Okay, chúng ta cứ cài đặt những thông số bình thường, mở file lên và chiến rồi ha. Đơn dây bắt solid. Ok. Rồi, chúng ta cứ hẳn vô cái lệnh extrude ha. Extrude nè, Layman nè, Define nè. Nè. Bên cũng được, hai bên gì cũng được tùy vô 75 enter nó. Thấy ok chưa? Đó, không ấy. Và vô nó là 22. Ok. Để nằm xuống như thế này nha. Đó. Extrude Layman Define. Nhấp vô đây chúng ta cứ từ từ không thả mà làm thôi chứ không có gì hết. Chúng ta chọn tham chiếu cho nó. Sẵn đây thì chúng ta sử dụng một cái lệnh là center line luôn để bắt đối xứng cho nó cái đường line bên kia. Chúng ta vẽ một cái chamfer bên đây. À, thì chúng ta quên rồi, chúng ta coi lại kích thước ở dưới đi lên là 32, kích thước ở ngoài đi vô là 22. Bắt kích thước ở dưới đi lên nó là 32, chúng ta cứ nhấp 32 bình thường thôi. Như thế này. Ok. Tiếp theo rồi. Được cái chamfer rồi, chúng ta sẵn và chúng ta làm luôn bên đây ha. Chamfer xong ở ngoài hình vô chamfer. Đây vô đây 22 ly này, thấy không? Đây vô đây là kích thước này là 22 ly, hình vô. Vẽ tiếp cái mặt này và chúng ta mirror ha. Mặt này thì vẫn là cao 32. Cao 32 và này 13. Rồi ok ha. Chúng ta extrude nha. Extrude nè,
Layman DeFi nè, những cái bản vẽ này mong muốn cho để mà cho chúng ta luyện cái lệnh extrude, cho nên á chúng ta chỉ cần dùng cái lệnh extrude là ra hết. Ngoài ra thêm lệnh mirror nè, nó là bình thường thôi chứ không có gì hết. Đó, cái hình bên kia nó như thế nào thì mình đây làm vậy, thì ở kia thì trên dưới nó bắt lên đây, đây nó ngang đây, nó chăm phơ ngang đây, thì mình cứ làm bình thường thôi ha. Đây nè, kéo lên đây, kéo lên đây, kéo lên đây để coi nó như thế nào đó. Này nó kéo ngang, kéo thẳng lên và chăm phơ xuống. Lên là 32 ly. Dưới đi lên đây á. Nhưng khoan, chúng ta hãy chăm phơ một cái góc xuống 13 ly và 48. Lúc này á thì mình cứ bắt theo bản vẽ thôi, nhấp qua đây nó 13 ly ha, kích thước từ bên đây qua tới bên đây là 48, mình từ từ mình coi lại cho nó dễ, từ ngoài bìa đây vô tới đây là 48 ly thì quá đơn giản thôi. Kích thước từ ngoài đây cho tới đây bắt xuống đây, ý lộn rồi ha, rồi từ cái điểm này tới cái điểm này xuống đây 48 ly. Rồi phần còn lại này chúng ta sẽ trim đi. Chúng ta sẽ dùng cái lệnh delete shipment nè, kéo nó một cái là ok. Rồi để trước chúng ta phải kéo cái kéo cho nó kín lại nha. Đây, kéo lên, kéo qua cho nó kín lại rồi ok. Chúng ta đùng vô một cái khoảng là bao nhiêu? Thì nó là 13 ly chẳng hạn, 22 ly. Rồi rồi chúng ta ok, rồi nó ra cái lệnh này nó nhìn rất là ok ha, đối xứng được hai bên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái ở giữa đây, để vẽ một cái đường ở giữa đây thì chúng ta phải chọn một cái lệnh vẫn là lệnh extrude ha. Thì đây là 13 ly, extrude 32 ly, 13 ly, lên 13 ly. Quá đơn giản. Chúng ta chọn lệnh extrude và chọn một cái mặt phẳng ở giữa, extrude sang hai bên. Extrude chọn mặt phẳng ở giữa nè. Nó ok chưa? Đó, bây giờ nó chạy như thế này, mình nó hít như thế này, mình quay lại, mình để gì nè, nó chọn lại cái mặt phẳng. Nó rồi chọn lại hàm chiếu. Đó. Chúng ta có thể chọn hết như thế này cũng được, không không sao hết. Rồi, like cái đường vát đây chéo xuống đây là bao nhiêu? Nó bây giờ mình quên, mình qua đây mình coi lại 13 ly, 13 ly, trước 32. Rồi. Bắt kích thước vô. Đây lên đây. 13 ly. Còn 13 ly. Rồi, chúng ta phải làm cho kín đi nha. Sketch kín rồi. Đây. Chúng ta trút cho nó một cái đoạn
Cái màu đây là cái màu xanh thì mình thích tối màu khác, mình vô view nè, mình vô nè, mình chọn cho nó một cái màu xanh luôn. Bây giờ mình không thích nữa thì mình tô những cái màu khác nha, ví dụ như xanh vàng, cái mặt ở trong đây á mình muốn tô nó màu vàng chẳng hạn đó. Còn mặt ở ngoài đây á thì mình muốn tô nó màu đỏ đó, cho nó khác biệt đó. Chúng ta nhấn phím Ctrl và chọn những cái mặt của nó ha, đây còn thiếu một mặt. Ok, vậy là xong rồi nha. Thì chúc các bạn thành công nha. Cái này á thì dùng định editor mà làm thôi ha. Các bạn nhấn nút like, đăng ký để mà nhận được nhiều video tiếp theo nha. Chia sẻ cho những người khác cùng biết nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha.